Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tin tức Đắk Nông. Hôm nay, ngày 12 tháng 7, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Phiên họp thứ 53, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết liên quan đến nguồn vốn đầu tư phát triển. Lễ kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên sung phong. Đắk Nông huy động 8,9 tỷ đồng quỹ phòng chống thiên tai 2024. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục phiên họp thứ 53, hôm nay, 12 tháng 7, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông xem xét, thảo luận báo cáo thẩm tra các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phiên họp tập trung thảo luận cho ý kiến tờ trình dự thảo nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2025. Theo dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình, tỉnh Đắk Nông dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 là hơn 5.100 tỷ đồng. Cụ thể, nguồn ngân sách địa phương là hơn 2.500 tỷ đồng, ngân sách trung ương hơn 1.700 tỷ đồng, nguồn vốn ODA dự kiến hơn 331 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với tờ trình nghị quyết bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương, giai đoạn 2021 đến 2025, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thống nhất chưa thông qua nghị quyết bổ sung, phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương, giai đoạn 2021 đến 2025 trong kỳ họp thứ 8 sắp tới. Sáng 12 tháng 7, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2024. 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 12.350 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.343 người, bị thương 9.552 người, so với cùng kỳ năm 2023, tăng 1.665 vụ, giảm 634 người chết nhưng tăng 2.426 người bị thương toàn quốc có 40 tỉnh, thành phố có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, Cà Mau, Lai Châu, Bình Thuận giảm trên 45% số người chết do tai nạn giao thông. Cả nước vẫn còn 23 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2023. Trong đó, hai tỉnh có số người chết tăng trên 40% trở lên là Thừa Thiên Huế và Bến Tre. Tại tỉnh Đắk Nông, 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông tăng 12 vụ so với cùng kỳ, trong đó có 43 người chết, giảm 2 người chết, 53 người bị thương, tăng 18 người bị thương so với cùng kỳ năm 2023. Sáng 12 tháng 7, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh, phối hợp tỉnh đoàn Đắk Nông, tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong, chia sẻ những câu chuyện mang ý nghĩa hòa bình, tự do, hạnh phúc truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam. Phát huy tinh thần thanh niên sung phong, cán bộ, hội viên hội cựu thanh niên sung phong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vì nghĩa tình đồng đội, vì nghĩa tình đồng đội, mỗi cựu thanh niên sung phong thi đua làm nhiều việc tốt để giúp nhau ngày công, vốn, cây, con giống phát triển kinh tế, thoát nghèo. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền viên, phổ biến giáo dục pháp luật Vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở trong tuổi trẻ lực lượng quân sự tỉnh Đắk Nông năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội đến từ ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố Gia Nghĩa, trung đoàn bộ binh 994. Các thành viên trong đội là bộ đội thường trực, dân quân tự vệ trong lực lượng quân sự tỉnh và đoàn viên thanh niên các đơn vị kết nghĩa. Với chủ đề Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh, các đội lần lượt trải qua 3 phần thi gồm: tiểu phẩm với chủ đề tuổi trẻ với pháp luật trả lời câu hỏi xoay quanh chủ đề tuổi trẻ với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc sân khấu hóa hoặc tuyên truyền miệng một chương trình cụ thể với chủ đề tuyên truyền viên trẻ ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông vừa ban hành kế hoạch huy động quỹ phòng chống thiên tai từ các tổ chức kinh tế trên địa bàn năm 2024. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ huy động trên 8,9 tỷ đồng của 2.992 tổ chức kinh tế trên địa bàn các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thủ trưởng các đơn vị, tổ chức kinh tế có trách nhiệm thu, nộp quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Nông. Quỹ phòng chống thiên tai năm 2024 gồm 3 nội dung chính: chi chi phí quản lý, điều hành hoạt động của quỹ cấp tỉnh, chi thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và chi dự phòng kinh phí cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trong trường hợp khẩn cấp. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình